Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo học khoa phạm. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo xong tài khoản AdMob ha. Tiếp tục video này mình hướng dẫn các bạn tạo một đơn vị quảng cáo mới để nhúng vào trong Android. Để phần trước mình đã dừng ở cái tab monetize nè, kiếm tiền ở đây. Nó yêu cầu tạo một cái tab mới hoặc là ứng dụng mới để kiếm tiền ở đây. Nó gồm 4 bước ở đây mình thấy anh, nó cho mình 4 cái chấm tròn. Đầu tiên là yêu cầu mình chọn cái app. Đây là chọn app. Nó có hai dạng, đầu tiên là yêu cầu mình search cái, đây có ô nhập, như bạn tìm một cái ứng dụng ha, là Pokemon đi, rồi list search ở đây, nó sẽ hiển thị danh sách những cái app có liên quan về Pokemon ở đây, đấy nó có hai nền tảng là từ Google Play hoặc iTunes App Store. Nếu cái nào á của mình ha, mình nhớ nếu mình đã mình có up lên rồi á thì mình select cái app đó hay như vậy. Ok ha. Mà còn nếu mà mình muốn chọn cái app khác mà thì bạn tìm. Nếu mà bạn chưa có luôn, chưa có thì bạn chuyển sang app thứ hai. Nó add vào theo cách thủ công mà cái app bạn đang thủ công từ mình đặt tên cái app. Đặt như vậy mình để mình quản lý ra chứ nó cũng không có quan trọng lắm do mình thể tự đặt thủ công. Đầu tiên là app name để mình đặt. Ví dụ mình đặt cái app này app về kiếm tiền ứng dụng đấy tên thôi nha. Tiếp theo lựa chọn nền tảng, hiện tại nó đang hỗ trợ mình là Android và iOS, mình chọn Android. Ok, xong hai bước click add app. Sau khi mà chọn xong add app nào, mình thấy nó có một cái gọi là app ID hoặc nó gọi là một cái ID ứng dụng ở chỗ này ha, là cái mã này. Và chú ý nó phân biệt ở giữa nè, có một cái dấu như dấu ngã ha, chú ý cái đó. Phần này mình sẽ sử dụng ở trong code của Android nha, chú ý ID của ứng dụng bước đầu tiên và tên của nó là kiếm tiền ứng dụng này Android. Tiếp theo là bước thứ hai, yêu cầu lựa chọn định dạng và tên của ứng dụng quảng cáo, của đơn vị quảng cáo của mình ha. Nó có 4 dạng ở đây, 4 dạng này, nhưng lúc nãy mình đã nói chủ yếu mình sẽ tập trung vào dạng đầu tiên là cái banner. Thì bạn click vào trước tiên là banner nè, click vào banner này thì bình thường nó sẽ có một cái ô ngay đây nè, nó sẽ review bạn cái quảng cáo, nó có thể có lúc hiển thị lúc không, bạn xem anh nếu có để review nhỏ nhỏ như lúc đầu mình xem gì đó. Thì trong đây nó có cái loại này có dấu hỏi nè, thì bạn click vào thì nó xem nó báo cái gì ở đây cho mình, nó gợi ý cho mình ha. Loại gồm test và image ở đây, tức là cái quảng cáo và banner bạn muốn chỉ cho hiển thị cái gì, chữ hoặc là hình không. Như mình bỏ một cái mình nó chỉ cho chữ thôi, mình bỏ cái hình ngay tức nó cảnh báo với bạn nếu mà bị giới hạn loại á thì doanh thu của mình sẽ bị ảnh hưởng, tại vì khi nó muốn đẩy những cái quảng cáo và ứng dụng của mình á, nó phải tìm quảng cáo đó chỉ toàn chữ không, không có hình, hoặc là ngược lại chỉ hình không, không có chữ như vậy. Còn nếu anh bỏ hết cả hai thì nó sẽ không cho bắt buộc một hoặc hai cái, còn mình chọn cả hai vì đó loại quảng cáo. Tiếp theo là về nó tự động refresh ở đây, là nó load lại quảng cáo trong vòng bao nhiêu lâu. Mỗi cái quảng cáo của bạn thấy lâu nó sẽ load lại quảng cáo, thấy nó xoay một cái là nó mở quảng cáo mới hoặc chính quảng cáo đó luôn, như nó load lại. Thì bình thường cái này nó là theo cái thuật toán của Google, nó hoạt định. Còn nếu mà muốn chuyển á, bạn chọn cái thứ hai, nó sẽ khống chế trong vòng 30 giây tới 120 giây. Thì muốn sao bao nhiêu giây á, nó load lại quảng cáo mới. Và nó có một cảnh báo nhỏ hả, nó là khuyên mình nên sử dụng cái phần thuật toán của Google để nó tối ưu hơn. Hoặc là nó là không không load lại luôn, không làm mới, tốc độ làm mới của nó. Thì không làm mới ở đây tức là bạn vừa đánh ám nó bắt được cái quảng cáo ABC đấy đi, là nó chạy suốt chỉ đúng quảng cáo ABC thôi. Thì ở đây mình ưu tiên ha, mình nói mình chọn con Google tự nó tối ưu tốc độ cho mình, tự nó hiển thị thời gian, nó sẽ xử lý hết. Đó là phần tự động làm mới. Tiếp theo là cái phần test, cái kiểu của cái test của mình nè, mặc định để là bình thường nè. Còn nếu mình custom lại thì nó cho custom lại từ màu chữ, màu viền, tiêu đề hoặc là cái URL, các loại màu của nó. Thế nên nếu bạn muốn
Rồi, bình thường ha, mình chọn lại bình thường cho nó. Cuối cùng, đơn vị quảng cáo là cái tên. Ví dụ muốn đặt cái trong app á, cái tên đó dùng quảng cáo chỗ nào hay là màn hình nào chẳng hạn, nhưng mà cái đó thôi. Ví dụ mình đặt là quảng cáo top màn hình main đi, như vậy để nhìn vào biết kênh cá nào chút mình dùng ở đâu, để quản lý nó thôi ha, chứ nó không có hiển thị ra đâu, quản lý trên AdBlock thôi. Đó là cái đầu tiên. Và dòng cuối cùng nó là về loại nào, về kích thước hoặc là nơi đặt, nó sẽ phụ thuộc vào trong code của mình. À, mình add cái SDK quảng cáo ở trong code của Android Studio, mình quyết định lại cho nó về vị trí và kích thước. Còn đây mình nói là cấu hình cái loại quảng cáo cái gì ở trong đây thôi. Thì ngoài ra mình có thể nói thêm với các bạn về quảng cáo tiếp theo, ví dụ để quảng cáo bình thuận trung gian nè. Nó có loại á, nó có chữ, có hình và có video. Video thì nó cho mình xem cái đó, bắt up lên á là này. Rồi, giới hạn tần suất hiển thị ở đây, nó có tần suất. Tần suất cái đầu tiên thì nó cho bạn là không giới hạn. Thì không giới hạn ở đây chứ không phải là nó hiển thị liên tục, mà nó cũng theo giống như lần trước là Google nó tự động nó xử lý là bao lâu nó bắt đầu làm lần. Còn dạng thứ hai á, nếu anh thấy là nó hiển thị ít quá hoặc là muốn khống chế lại, đừng ở trong cái quá nhiều, thì nó này hiển thị không quá bao nhiêu lần, như là 10 lần trong một ngày chẳng hạn, để như vậy dạng bắt đốp lên ha, để đó là quyết định không quá bao nhiêu lần trên một user, rồi trong bao nhiêu lâu, phút, giờ hoặc là ngày, thì nó sẽ khống chế trong cái khoảng đó cho mình. Còn không thì mình nói là mình không giới hạn ở đây, thì Google tự xử lý luôn. Tên đơn vị thì nãy mình đã đặt rồi. Rồi tiếp theo là cái quảng cáo mà nó xem video có tặng thưởng á, và cái quảng cáo này tip này nè, thì nó khá mới, thì nó chủ yếu là dành riêng cho những bạn nào là chuyên về quảng cáo gì hơn, ví dụ là chạy quảng cáo tặng có tặng thưởng à, nó can thiệp nó cấu hình phức tạp hơn chút. Rồi quảng cáo về native á thì nó tích hợp thẳng vào cái dạng này, các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Ví dụ trong một app á, nó có thể chen ngang trong dữ liệu của mình luôn, để hiển thị cái dạng rất nhiều, nó tương tự ha, bạn có thể xem. Thì mình sẽ quay lại cái dạng banner, banner chính của mình ha. Thì khi bạn chọn á, bạn đang cuối cùng quyết định đó, mình chọn banner, click vào sao trên đây thì nó mới chọn, mình chọn loại banner ở đây ha, chú ý của mình. Rồi xong click sao lại banner, ok được hai bước. Và xong bước thứ hai của mình, tên nó là quảng cáo top màn hình main, và nó có một cái cũng là cái dãy số, mình thấy rất là dài, nó giống giống với cái ID của ứng dụng. Và cái thứ hai này nó là ID của đơn vị quảng cáo, và khá giống ha, khác nhau cái số đuôi nè, và ở giữa nó có một dấu xuyệt ở đây, cái phần màu xanh nè, đấy dấu xuyệt ở đó. Đó là hai cái đoạn mã này nè, bạn nhớ chúng mình sử dụng ở trong Android. Tiếp theo bước thứ ba, yêu cầu setup cái phần mà phân tích Firebase. Firebase nó sẽ có một chức năng, cái phần nó hiển thị cho mình phân tích về lượng user hoặc là cài đặt gì đó, nó xem về cái phân tích cho mình. Thì nó cho hai lựa chọn, nó cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Một là bạn liên kết tới Firebase, còn không bạn có thể bỏ qua ở phần này. À, ở đây mình sẽ click bỏ qua đi. Còn khi bạn muốn liên kết cho nào cũng được, mình vào mình liên kết để cho nó bỏ qua. Skip cho nó. Tới bước thứ tư. Bước thứ tư thì nó xem lại cái cấu trúc của cái phần quảng cáo cái đơn vị vừa tạo thôi. Đây nó có hai cái mã, ID của ứng dụng, ID đơn vị quảng cáo. Ở đây nó tóm tắt lại cho mình, nếu mà bạn nào muốn lưu trữ lại á, để xem về sau á, hoặc là để cho nó nhanh thôi, chứ bạn vào trong lại mất vẫn có, thì bạn click gửi email nè, rồi nhập email vào, rồi bạn gửi đi thôi, cái email bình thường. Còn không click mặc định của màu xanh xanh nè, bạn hay click nhầm chỗ này, nó là write another, nó bạn tạo một cái khác, mà mình đang cần tạo cái này thôi, click done ở đây ha, hoàn tất thôi ha. Ok. Sau khi list xong, ở cái tab monetize kiếm tiền này, nó hiển thị như vậy. Thì trong đây nó để quảng cáo top màn hình main, ID đơn vị quảng cáo là cái mình cần. Vậy nãy có một cái là ID ứng dụng á, bạn không thấy nó ở đây, không thấy nữa. Mà một chút nó cần tiền thì mình tìm ở đâu? Thì phía trên nè, nó có là kiếm tiền ứng dụng. Rồi click vào view setup,
thì nó hiển thị ra giống như khi nào trong đây nó có ID ứng dụng đó là chỗ mình xem ha, chú ý ra đó, tại vì nó không hiển thị ra luôn á thì bạn thường sẽ không biết chỗ để bạn tìm chỗ này ID của ứng dụng. Ở phía đây là ID đơn vị, mình có thể tạo một cái đơn vị quảng cáo khác trong cái ứng dụng quảng cáo này, thì mỗi app mình nên tạo một ứng dụng riêng để quản lý, nó sẽ thống kê cho mình hết. Hoặc muốn tạo ứng dụng mới thì bạn click qua monetize new app nè, nó quay về cái phần lúc đầu mình tạo đó, mình tạo xong ha. Bây giờ bạn quay về home nè, giao diện nó sẽ đổi một tí xíu, thấy nó đổi lại, nó thống kê nè doanh thu bạn theo ngày theo tháng rồi hoặc thời gian bạn chọn bên đây, nó có biểu biểu đồ nè liệt kê cho mình, hoặc tên app, app mỗi app nó có bao nhiêu doanh thu nó liệt kê rất là rõ, cho nên không có sợ bị trùng lặp ha. Hiện tại mình vừa mới tạo thì doanh thu toàn đồng bộ là không hết. Đó là cái phần mình tạo một đơn vị quảng cáo cho một ứng dụng trên AdMob. Thì chú ý bạn vào xem lại bên Monetize nè, click vào cái app của mình là kiếm tiền ứng dụng. Rồi ở đây thì nó có ID ứng dụng, ở phía dưới có ID đơn vị quảng cáo, thì mình sử dụng hai cái này để mình dúng vào Android. Và ở video sau hướng dẫn các bạn tích hợp Android vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.